Alo anh em, tiếp tục giao máy nha anh em. Này xuất kho về miền Tây nha, 4708 mới đăng hôm qua xe VIP. Con này hàng độc nhất vô nhị nha anh em, in từ đầu tới đít hết. Đang thử cầu thử thắng chuẩn bị lên xe, quá đẹp luôn anh em ơi. Con này thì giao về Đồng Tháp nha anh em, miền Tây. Con này đùi bọng nó còn nguyên nghiêm chỉnh cho anh em thấy không? Nè, đùi bọng nó còn nguyên ghi hết trơn nè. Đuôi chuột nè, thấy không? Con này xe đẹp nha. Rồi, lên xe đi. Con này hàng đẹp nha anh em, zin toàn bộ hết. Giao về Đồng Tháp nha anh em, khách trao đổi máy. Khách đổi dân ma lấy 4708. Con này thì em bỏ cái môi lại cho khách, khách về chảnh, khách cái xứ đó chảnh là đi cầu cho nên không có lấy cái môi. Quá đẹp luôn ơi, con này số quá trời êm luôn. Đùi bọng rồi còn nguyên zin toàn tập hết. Quá chuẩn luôn nha. 4708 SB. Giao cho anh trai về Đồng Tháp, Mỹ Quý Đồng Tháp. Con này hàng zin nguyên cục, 3 cục nha. Động cơ số má đùi rồi chuẩn zin. Xe này quá đỉnh nè. Anh Lộc hả? Con này phải bỏ mui lại thôi nha anh em, bỏ máy che lại. Quá đẹp. Zin 3 nút nha, hiếm con 47 nào được vậy. Con này động cơ nè, số má cầu trước cầu sau nói chung là chưa tháo chỗ nào hết. Chạy con nói xuống luôn đi. Này tháo ủi ra nha anh em, bỏ ủi lại. Con này zin nguyên bản hôm qua em quay nè, con ở giữa hôm qua quay video á, con này là độc. Con này là ok nhất luôn nè, động cơ số má đồ chuẩn zin hết. Mới đăng là khách lấy luôn nha. 4708B bỏ ủi lại, bỏ mui lại. Giá hơn 200. Nè anh em mới cần 50, em mới về 50 nè, xúc lật đủ bộ nha. À hôm nay có chiếc 7040 cũng mới về nữa anh em, 7040. Anh em nào thích chơi dòng bự thì alo em, 7040 mới vừa về luôn, mới vừa xuống luôn. 7040 nha, xe Thái. Anh em thích chơi dòng to bự thì liên hệ em. Nay em giao 4708 này về Đồng Tháp nha, máy đầu không. Đổi máy với anh trai đang chạy 494, chê văn ma và đổi qua Kuta. Rồi cảm ơn anh trai nha, chúc anh trai về mang phát tài nè. Anh em mình cần máy liên hệ em, xe bên em còn rất là nhiều. Rồi, cảm ơn mấy anh em nha.